Trưa 21 tháng 10 năm 2022, trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu, nhiều trạm xăng dầu tại quận Gò Vấp, quận 12, một ngày trước đó không có xăng để bán, thì nay đã hoạt động trở lại. Nhiều người dân cũng tranh thủ ghé vào trạm này đổ xăng. Tuy nhiên, vẫn có những trạm một ngày trước đó còn hoạt động thì hôm nay đã hết hàng để bán. Đến 15 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2022, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng so với thời điểm trước đó, nhưng tại các cửa hàng này vẫn không có xăng dầu để bán. Thay vào đó, một số nơi nhân viên để bảng thông báo, một số nơi thì nhân viên ngồi lắc tay ra hiệu thông báo hết xăng. Nhiều người dân đành phải di chuyển đến những trạm xăng dầu khác còn hàng. Bây giờ nhu cầu xăng bắt buộc phải có rồi. Bây giờ xăng lên quan trọng là lên nó nhiều hay ít. Lên vừa tầm người dân là được, chứ đừng có lên cao quá ba mấy ngàn nhìn nó ngán lắm. Bây giờ chứ sao cũng phải đổ xăng đi làm. Giống như yếu phẩm này, không có xăng ra đi làm được. Trước thực trạng có nhiều trạm xăng không hoạt động nên người dân cũng lo lắng tình trạng mệt mỏi xếp hàng chờ đổ xăng sẽ tái diễn. Khó chịu tại trễ giờ làm. Hầu như phải xếp hàng ít nhất cũng phải 10 phút. Còn những lúc mà mưa nó buổi chiều thường cũng muốn trận mưa nữa. Rồi đúng có dầm mưa. Nó rất là bức xúc. Thì cũng lo như vậy nhưng mà cũng nhờ cơ quan chức năng vô cuộc để điều tra lại coi làm lại những cái chuyện đó chứ để vậy người dân rất là khó chịu. Tại các trạm xăng dầu không có hàng để bán, nhân viên cũng cho biết mỗi lần về một xe bồn nhưng chỉ bán khoảng nửa ngày là đã hết, chỉ còn dầu. Tuy nhiên, số lượng dầu bán mỗi ngày ít hơn nhiều so với xăng nên họ thường ngồi chơi và cũng không biết thời điểm nào xăng sẽ về để có thể bán trở lại. Theo thông báo từ Liên Bộ Công Thương Tài chính, trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 10, giá xăng dầu đã tăng nhẹ so với kỳ điều hành trước đó. Tuy không còn cảnh người dân xếp hàng chờ mua xăng dầu như tại kỳ điều chỉnh giá trước vào ngày 11 tháng 10, song tình trạng bán nhỏ giọt hoặc gián đoạn nguồn cung vẫn xảy ra tại nhiều cây xăng khu vực phía Nam. Qua kiểm tra tại khu vực miền Nam ngày 19 tháng 10, Bộ Công Thương cho biết chỉ có 1 trên 19 doanh nghiệp đầu mối không nhập khẩu dự trữ xăng dầu theo quy định, 5 doanh nghiệp không đảm bảo dự trữ thương mại và hạn mức nhập khẩu được Bộ phân giao. Với nguồn cung dự trữ xăng dầu còn khoảng 3 triệu mét khối tính đến cuối tháng 9, Bộ Công Thương khẳng định đủ để đáp ứng đến hết tháng 11, chưa kể lượng hàng do các nhà máy trong nước tiếp tục sản xuất và doanh nghiệp tiếp tục nhập khẩu.